Yes. Start the game already. Yes. Yes. Start the game already. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Mà để máy Yamato trong tay của game thủ Thế Vũ, team 52. Và xem để xem Thế Vũ đánh trận này như nào. Anh vào PC đi. Anh vào PC đi. Anh chơi online offline à? Anh vào PC đi. Zip PC đấy. Vâng, ổ D. Đấy ổ G. Đấy cái ao anh đầu tiên đấy. Anh nhớ tắt được lửa đấy, anh biết tắt được lửa. Anh cứ thử sâu mạng đấy. Phòng này phòng cái thủ này ạ. Phòng cái thủ chơi là nó... Tức là bọn cái thủ này. Bọn cái thủ của cái... Vâng. Cũng chẳng ngon, nó vừa ra tầng 3 ngon hơn. Vâng, như vậy là hiệu 7 dành cho game thủ Thế Vũ. Có đồ ăn gì nữa không nhỉ? Và một tuần tạm dừng nữa game thủ Thế Vũ. Yes. Chứ đi thủ yếu thay lan lờ. Yes. Như vậy là trận đấu tiếp tục rồi. Quả phụ có trên 52 giờ có hiệu luôn, đồ ăn đủ rồi. Bài rất kín, thấy vừa gầm dạ. Không lại cũng A là nhỉ. Gọi là Phan An và Minh Vương mỗi người chậm 1 dân. 10%. 10% của 1 sau.
25, 26, 25, 25 dân, 12% của Minh Vương. Mười ba phần trăm 27 dân rồi, vẫn đang xin dân nữa. Minh Vương trận này Minh Vương có vẻ như đây đời khá muộn. Cái gì thế này? Mà như vậy con cựa giò được xin ra đấy nhưng mà không có được, không được chồng. Của tớ đây này đây. Bị chốt luôn con ngựa giò, thế mới đen đấy. Thế đây là màu bệnh, nó đã phát hiện ra được giò của, phát hiện ra được nhà của người cầm AC Iran. Thế vũ đóng 2L. Yes. Gì vậy giờ? Yes. Và tần đóng lờ rất hay đấy từ game thủ mùa 4. Được cái chứ. Mặc dù bị con ngựa giò bị nhốt nhưng mà vẫn là hay. Đây một khớp rất đẹp cái từ game thủ mùa 7. 31 trên 44, 32, mình vẫn đóng 32. Nhiều thế à rồi. Mình vẫn đời thì như rất muộn. Thế nhưng mà tham lai vẫn chưa có gì để biến chuyển nhiều. Kỳ 2, kỳ 1, kỳ 0, không ai mất dân trong trận này. Vẫn đang chạy dân nông nhân chưa là đồ thôi. Đói quá. Làm ngày là ba kèo nên phải bú tí vào công ty thôi vậy. Vâng, đây là 31 dành cho game thủ màu 7. Khoảng là dân màu 4 là rất tốt. Ở nhà vẫn đang bị chém.
được cái khoanh ruộng ấm. Đây là nhà báo tám Phan An. Phan An ngồi thấy nhà khá là khung. Và nhà ông Minh Vương thì xấu vãi trưởng. Nó cũng không xấu lắm. Nhưng mà đi dâng. Vâng, đi dâng thì trận này không ăn thua. Dâng có 3 để ăn thua thế nào được. Và tôi nghĩ là thế trận nó thuộc về các thành viên của bên phía team Nam Hải. Chuẩn là như vậy. Minh Vương tham lại IC cũng được. Tuy nhiên cũng chưa biết được. IC đang này chưa biết đâu một lần. Vâng, đây sẽ là tên xử bắn. Ô, mày vàng, mày vàng, mày vàng. Rồi. Ô. Đang đấu quân khu vực này có cả màu 4 của game thủ Lê Anh Tuấn đang ở đây. Chém 2 thôi. Công ra đầy đủ. Chưa phải là chém 4. Và chỗ này nghe vẻ khá là căng. Tham lai chỉ còn 25. Một tham lai rất đè. Không, đây là tham lai AC đang thở ra như một cái bát loa. Đây là game thủ màu 8. Anh là người có nhà duy nhất trong trận đấu này. Màu 4 vừa mất một tuần vãi vàng. Và thế trận đang thuộc về các thành viên của phía team Nam Hải trong trận đấu thứ 3. Các bạn đang xem những trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Game Viewer Plus 2019 dành cho những doanh nghiệp. Và có những trận đấu này thì tôi xin cảm ơn những nhà tài trợ, cảm ơn những nhà tài trợ đồng hành Game TV Shop để bảo trợ truyền thông Bet Cao Thủ. Và tất cả những trận đấu này đều được đánh trên Game TV Plus. Đây trận đấu thứ 3 rồi, 2-0 dành cho team Quê Bác, nhưng trận này có vẻ như là hơi khoai của Quê Bác. Trừ phi đánh bay được nhà của game thủ ACDan màu 8, nếu không thì rất khó. 4-3 dân. Rồi, trên bản đồ chỉ có một Minh Anh là người có dân rồi. Thôi, ốp. Ốp vào nhà của 18 một tên, không ốp được thì thua. Tôi nghĩ là như vậy là dễ nhất. Tôi là team phát triển cũng không bắt được 18 rồi. Vẫn có về ốp thì ốp. Và tôi nghĩ là khoai, chém 18-7 đang ở phía đằng sau. Tham lai là đè khoảng 6 ôn. Và như vậy là Minh Vương quýt thôi. Thì số rút ngắn vẫn còn 1-2 dành cho các thành viên của team Honda Nam Hải, và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ tư ngay sau đây.